Cá sấu hải tiễn hả? Ờ, cá sấu hải tiễn. Hải tiễn. Mình nhìn cá sấu nó cười. Nhìn cái mỏ nó cũng cười nhỉ? Ừ. Còn cái này là cái gì? Wow. Ê, bánh với anh cá này giờ chắc mắc lắm ha. Thiệt không? Cái hồ có chút xíu rồi trời. Tội nghiệp quá ha. Đâu phải đâu. Chị nghĩ là cá sấu đấy. Phải không? Phải không, em không nghĩ đây là cá sấu đâu. Quá quá. Cái này thì biết rồi. Kia rồi. Dạ. Sao? Cá tầm hả? Chị nhìn đâu á? Ồ, đúng rồi. Anh Kia rồi. Anh Kia. Chụp cho chụp bi nè, mai mốt lớn lên cho nó nhìn. Trời. Giống động hôm nha quá. Ờ.